Bác bộ nên chúng ta và tất cả những cái gì mà chúng ta đóng góp cho xã hội ngày hôm nay. Chúng ta một lần với nhau để chúng ta tìm nhau đến một người dù là có khiếm khuyết nhưng mà tư chất, cái tình cảm, cái năng động của một con người cũng không có kém gì một người rồi mà anh đã làm cho tất cả chúng ta đều cảm nhận được. Tôi xin tạm biên để xin giới thiệu ông Phạm Thanh Hiệp để nói đôi lời với quý vị. Xin mời Phạm Thanh Hiệp. Kính thưa các anh và chị em, hôm nay trung tâm huấn luyện chúng ta đứng ra tổ chức cái buổi tưởng niệm anh Trần Văn Trung, một người gắn bó với chúng tôi đã nhiều năm và ở trên lĩnh vực những người hoạt động xã hội, công tác ở thành phố thì anh Trung là một người rất được nhiều người biết đến. Và sự ra đi của ảnh là được báo trước cũng là gần một năm trời rồi và anh đã đi rất là rộng lớn trong cái ngày 11 và trong 14 thì anh em đã trao đổi với nhau sẽ làm lễ tưởng niệm, để một phần là để tưởng niệm nhắc nhở anh Trung nhưng mà cho chúng ta biết được một cái mẫu người mà đã đóng góp cho xã hội mà chúng ta cũng cần phải biết đến và biểu dương. Hôm nay chúng tôi thấy có mặt của gia đình của anh Trung, rồi có anh em cộng đồng hộ khuyết tật trẻ, những cái nhóm mà anh Trung tham gia như anh em hướng đạo và nhóm du ca, thì sau đó thì tất cả chúng ta có những kỷ niệm cái gì chúng ta lên trao đổi cho anh Trung và cũng cho những anh em khác biết được cái tình cảm của chúng ta đối với anh Trung. Thì chúng tôi có để ra cái vị trí làm việc của anh Trung là cái xa lan, khi anh đến đây anh làm việc trang hòa với anh em. Cái trung tâm hướng nghĩa này là trung tâm của chúng tôi lập nên cách đây hơn 4 năm và câu lạc bộ khuyết tật trẻ về đây như vậy là 3 năm. Và tất cả những người hoạt động ở đây không có ai có lương hết. Đấy, và để lo cho một cái phần nhỏ của xã hội, của những người khuyết tật, của các em hoàn cảnh khó khăn, cô nhi, mồ côi và những cái nhóm cộng đồng. Thì hôm nay một người anh em chúng ta đã qua đời thì chúng ta sẽ hòa lễ tưởng niệm. Bây giờ thì tất cả chúng ta sẽ đứng lên có một cái phút im lặng để chúng ta tưởng niệm người thân của chúng ta và anh em chúng ta sẽ hát cái một cái bài cũng có cái nội dung về người nằm xuống. Thì hát là cái nhất thì du ca hát là cái gì anh em chúng ta có thể hát theo để chúng ta tưởng nhớ đến anh Trung. Mà trường hợp các quý vị nào mà thấy không đứng được thì có thể thoải mái ngồi thì chúng ta tưởng nhớ đến một người nằm xuống. Rồi, về giây phút tưởng niệm bắt đầu. Tưởng niệm xong mời tất cả các anh chị ngồi. Trời trong cuộc đời này.
biết rằng anh Trung 60 tuổi là anh đã sống trọn cuộc đời của một con người là 60 năm. Mà những việc anh làm thì đối với xã hội thì rất là nhiều. Sau đây chúng tôi mời anh Hải là phó chủ nhiệm của câu lạc bộ tên trẻ tương lai sẽ thay Trung phụ trách sẽ lên nói trao đổi về chuyện của anh Trung. Trước tiên hãy xin phép đại diện cho toàn thể tất cả các anh em trong câu lạc bộ tứ nghĩa tứ đàn trẻ thì trở lại trân trọng đến cảm ơn các đặc biệt là công ty tứ nghĩa và tất cả các anh chị cũng như là những người bạn của anh Trung cũng như người thân của anh Trung có mặt hôm nay. Và thân nhất hôm nay hiện tại thì chúng ta cũng có một cô phụ trách bên trường khiếm thính và cô Dương Phương Hạnh cũng có đến đây để chia sẻ các buổi tưởng niệm ngày hôm nay. Xin mời cô Hạnh. Đây là cô Hạnh bên trường khiếm thính. Thì hãy sau đây em tóm tắt sơ lược về quá trình hoạt động cũng như là hình thành câu lạc bộ từ trước đến nay. Thì hãy tóm tắt nhanh gọn thôi. Khi câu lạc bộ được thành lập vào năm 2000 thì với sự hỗ trợ của một số anh em khuyết tật và người đặc biệt sáng lập đó là anh Trần Văn Trung, thì trong thời gian đó thì hoạt động ngay đây này đó, đầu tiên thì hoạt động tại nhà thờ Vườn Sòi thì khoảng được một năm, hơn một năm thì bên nhà thờ Vườn Sòi có hoạt động được là mới về nhà thờ Tân Định. Bây giờ nhà thờ Tân Định, lấy sau lên nhà thờ Tân Định thì hoạt động được khoảng 5 năm. Thì chúng tôi cũng chuyển về một cái địa chỉ mới là 217 số biết nghiệp tỉnh. Thì tại đây thì chúng tôi thành lập hoạt động được 8 năm. Coi như từ lúc hình thành năm 2000 đến nay thì chúng tôi hoạt động được khoảng 19 năm. Thì nhờ anh Trung hoạt động chủ yếu về đầu tiên á, vấn đề xã hội thì anh Trung luôn luôn hỗ trợ những anh em khuyết tật, đặc biệt là cùng liên kết với một số tổ chức xã hội cũng như là một số nhóm khuyết tật, tạo nghề khuyết tật của trong nước Việt Nam này. Ví dụ hội người khuyết tật Cần Thơ, Vũng Tàu rất là nhiều, và đặc biệt trong thành phố là anh Trung có liên kết trực tiếp với nhóm khiếm thính và cũng có trao đổi, và chị Hạnh là một trong những người mà hãy từng qua đó mình cũng có thể gặp nhau rất là nhiều trong vấn đề xã hội. Thì song song đó anh Trung cái vấn đề đó thì không nói, nhưng mà đặc biệt là anh Trung luôn luôn quan tâm giúp đỡ những anh em khuyết tật. Có một thời gian mà ở nội trú tại câu lạc bộ thì từ đó anh Trung hỗ trợ cho các em ở đây tham gia về lĩnh vực hoạt động thể thao, và hiện tại một số anh em có một số anh khuyết tật thành đạt, rất thành đạt, điển hình như là vận động viên Lê Văn Công, có thể là ai cũng biết đến, cũng là một thành viên mà cũng là từng anh Trung giúp đỡ, hoặc là Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải, đó là một số gương mặt người khuyết tật tham gia thể thao. Và hiện tại ở đây thì do một số bạn đang tập huấn ở bên Nhật như vậy kịp, cho nên là cũng có thể không, mình cũng có báo, nhưng mà bữa nay cũng có không có thời gian tham gia ở đây. Thì nhìn chung thì hiện tại thì vận động viên cũng tương đối là có, đây có một vận động viên đó là anh em Trần Xuân Diệu. Đây Xuân Diệu là một em khuyết tật gắn bó câu lạc bộ cũng rất là lâu. Thì song song việc đó thì hiện tại thì ngoài cái chức vụ là chủ nhiệm câu lạc bộ tứ nghĩa khuyết tật trẻ, anh Trung còn là chủ nhiệm của câu lạc bộ người khuyết tật quận Tân Bình. Thì những thành quả anh Trung đóng góp cho câu lạc bộ cũng như xã hội của chúng ta rất là lớn. Và hãy được may mắn đồng hành với anh Trung từ năm 2001 cho đến nay. Thì anh em trong công việc thì anh em chia nhau, ví dụ như là anh Trung quản lý chung hết toàn bộ, còn hãy hỗ trợ những cái lớp học hoặc là chia sẻ về cái này về đối với anh em khuyết tật khác. Nói chung là những trong công câu lạc bộ thì anh em hỗ trợ và lại với nhau. Thì sự ra đi của anh Trung là một điều có thể nói là rất lớn đối với nỗi buồn của anh em. Tại vì có một số anh em nói hôm qua
thầy Trung mới gọi cho con, mới nói chuyện xong, xong ngay là đi rồi. Thì trong một số anh chị em đó vừa gọi điện cho Hải và vừa khóc, tại vì mọi sự ra đi quá đột ngột. Nhưng mà bên cạnh đó, tuy là sự ra đi nhưng mà theo em nghĩ là anh Trung vẫn còn sống mãi trong tâm hồn của tất cả chúng ta và những người đã gắn bó với anh Trung. Cái điều đó chúng ta phải nhận ra để đó. Thì câu lạc bộ về đây được nhờ sự giúp đỡ của công ty Hướng Nghĩa hay trung tâm đó, chứ bất trung đồng Hướng Nghĩa, đó là trưởng Thạch, một trưởng An và một thứ trưởng đây đã hỗ trợ cho câu lạc bộ về đây vào cuối năm 2016, cũng như đại trưởng có nói là câu lạc bộ về đây được 3 năm. Thì toàn bộ hoạt động với phí ở đây thì bên trưởng hỗ trợ đó để nên hoạt động, tất cả phải đọc là còn đóng đồng. Đó là những gì mà Hải có thể chia sẻ với tất cả các anh chị ở đây. Hải xin cảm ơn tất cả anh chị đã có mặt trong buổi ngày hôm nay. Cảm ơn anh Hải. Chắc phải mỗi ngày mà cách đây khoảng 3 năm thì cái phòng bị trống là cái thư viện. Tôi có đến dự một cái buổi sinh hoạt ở dưới Hàng Xanh đó. Thì sau đó là nghe giải thể cái nhà đó, và anh Đông và các anh em nói bây giờ ở đâu, tôi nói về đây, rồi nói rồi quyết tâm dọn về. Thì cái nhà toilet này đặt ra cho rộng hơn, lý do rộng hơn để cho cái xe lăn của anh Trung đi vào được. Và bắt đầu từ đó buổi sáng thì chiếc xe Honda chở anh Trung đến, của em ra đón anh Trung vô đi chiếc cái xe lăn này vào đâu ngồi và làm việc tiếp tục cùng chúng tôi, bày trò bày chuyện ra để làm. Anh Trung phụ trách một cái mảng rất là lớn mà chưa ai làm được, tức là chúng tôi nghiên cứu ở đây luôn luôn có khoảng trên 10 tấn quần áo cũ mà người ta làm công tác xã hội rất ngại, ví dụ giữ quần áo mà họ ngại lắm. Chứ có những cái thiên tai địch lạ gì người ta cứ lấy tiền chứ không dám ôm cái đó. Chúng tôi ôm cái đó về đây, cái nhóm của chị Giang với anh em soạn lại vô bao và gửi đi từ Bắc đến Nam. Thì riêng một cái năm 2017 không đó, mà cái chi phí mà để chuyển đi đó hết hơn 100 triệu đó, mà chuyển đi rất là hay là người ta bóc từ đây ta đem đến tận nhà. Đó là công ty của Vietravot, nó làm cái chuyện đó, mà chúng tôi chi phí nhiều là cả 100 triệu. Và chương trình nó cũng còn tiếp tục đến hôm nay, chúng tôi có vườn có áo. Và cái chuyện đó là do anh Trung, anh làm rất là kỹ lưỡng và tỉ mỉ. Bây giờ anh đã đi rồi thì con người ta đã trở thành bắt đầu đến rồi bắt đầu đi, đó là các bụi các bạn du ca sẽ trình bày tặng các bụi là anh em làm hát đây. Chúng ta thấy là cái cuộc đời chúng ta nó là vô thường, đến rồi đi, và những người nào làm được việc gì giúp được xã hội, có yêu thương với mọi người thì như người đó rất là xứng đáng trong cái giai đoạn sống ở trần thế này. Mời các anh chị đang có cái bài đó chúng ta ca chung cái bài hát này lúc nữa. Tôi để tình yêu xây một ngày đã vui.
Anh Trung là một người luôn luôn nắm rõ phải
Thật sự mà nói là cái bệnh tật của anh Trung nặng hơn tôi nhiều. Tôi thì chỉ có một chân thì mất đi thôi, nhưng anh Trung tôi bị lụy. Anh em cũng nâng đỡ hết sức. Anh Trung rất ngại, nhưng mà vượt qua được cái khó khăn đó. Không có gia nào, không có trường hợp nào cũng không có bằng. Điều đó rất hay. Kể thầy đa giám đốc một vụ trường thăm Vũ Hữu Hiền cũng phải động viên anh Trung. Các anh chị ở cũng Đức Phật cũng biết. Và tôi cũng khá cái gắn bó với anh Trung trong nhiều cái lĩnh vực, mà đại loại là những cái hoạt động xã hội. Anh Trung cũng cấp sơ lắc cho những anh em thực tập. Ngày anh Trung bị bệnh nằm ở bệnh viện Trung ương, không có lúc nào tôi cũng bảo thôi, dù có khó khăn đỡ nào cũng đến. Nhưng cái sự ra đi hôm nay mới là một bất ngờ thật. Cái hôm vừa rồi cách đây mới, cha từ có làm lễ thăm thiên mẹ hồn sắc lên trời, tôi có điện thoại tôi mới hỏi cho anh Trung thì khóa máy, tôi không có được nhận bên đây, tôi không có liên hệ được với thầy hải, cũng thông qua thế giới thực tập với nhau chúng tôi lên không có mặt. Tôi lấy làm lạ lắm chứ, không hiểu là anh ta bây giờ ở đâu, anh đang công tác nào. Mãi có một hôm một người cho tôi biết ở trong giới thực tập là anh Hải thì sửa đồng hồ ở chợ Tân Bình. Thì anh nói Trung ơi, anh Bạc ơi, Trung mất rồi, tôi có bàn hoài. Mất hồi nào, lúc nào? Tôi nhìn thấy trong tổng giáo phận nhiều rồi là khác, anh có đi mà. Mặc dù đi đơn độc có một mình, đôi lúc có ba anh em, có tôi, có anh Thuận kia, là anh nhiều là những thành viên trong tổ chức. Nhưng mà anh em của tôi nhiều khi không đi được mà anh có người bị sốt sắng. Tôi bàng hoàng rồi ngọt. Tôi liên lạc thẳng với chị Giang này. Tôi biết được là ngày hôm nay là ngày để tưởng niệm quên Trung. Tôi trải lòng ra cho các anh chị em thấy rõ là anh em quyết tập chúng tôi dù hoàn cảnh nào cũng cố vươn lên. Theo cái lý do ta tài này không có phế, tôi học được trong tôi. Mặc dù ông nặng hơn tôi đấy, nhiều lúc ông hay ngã gục, anh ta phải ngã gục, anh ta vẫn vượt lên được. Đó là một cái kim chỉ nam, như hoặc là có nói là đó là một động lực để thúc đẩy cho những người nào mà thấy nhẹ hơn thôi, hãy cố gắng lên để mà nặng lòng. Khi tôi nói trong cái phạm trù của người khuyết tật, đừng nặng lòng, cuộc sống vẫn còn người, nhiều người lương thiện, những người từ thiện giúp đỡ chúng ta là rất nhiều. Tôi nói thật, thẳng trong miền Nam rất nhiều các hội đoàn. Tôi làm công tác xã hội của thầy, rất nhiều người họ rất thương hoàn cảnh của anh em khuyết tật, họ muốn gánh vác chia sẻ lắm, rất nhiều lắm. Các bạn đừng có nghĩ là chúng ta có tật là chúng ta bị cô đơn, chúng ta bị ruồng bỏ, không có đâu. Nhân dịp hôm nay là ngày tưởng niệm một người em, tôi có đôi lời chia sẻ với anh em khuyết tật chúng ta còn ở lại đây. Hãy nhìn những cách sống quanh và phương lên, vượt lên bằng mọi giá, bằng mọi thứ. Và tôi cũng xin cảm ơn tất cả những quý vị có mặt ngày hôm nay. Thứ nhất tôi là tưởng thiệt là một người gắn bó sáng lập ra các trung tâm ấy, cũng về cái chỗ tình tình huynh đệ trong hướng đạo, tình tình huynh đệ của nhân loại mình mà tưởng thiệt đưa anh Trung ra đây. Cái năm mà từ ở chỗ Hàng Xanh đó, thầy Hải nhớ chúng ta về lúc đó lắm đông lắm, tôi đã cũng đã mãi không biết câu lạc bộ chúng ta sẽ về đâu, nhưng may thay là về được đây bởi tiếng ấm như thế này đã vượt qua được rồi đó. Thì đến nay thì sẽ ra đi đột ngột, quân Trung cũng khắc ghi lại những cho chúng ta để suy nghĩ vươn lên trong cuộc sống ngày mai. Tôi xin cảm ơn các vị đến đây để cùng trung tâm hướng nghĩa này để làm lời tưởng niệm, cầu chúc cho linh hồn giác cô bé đừng em Trung được về hưởng thiên nhang của Thánh Chúa. Amen.
cảm ơn anh. Cái trình bày rất là xúc động. Tôi nói thêm là khi mới vừa nghe anh Trung mất thì lòng tôi nghĩ rồi là cái câu lạc bộ thì cũng phải tiếp tục. Anh em khuyết tật cũng chẳng có. Thành ra chúng tôi hợp liền anh Hải thời gian để giữ, tại vì cái tâm lý tôi nói với người lãnh đạo, những người trên mà mất đi dễ bị tan lắm. Thì sau ý kiến của một người anh của ông Trung thì chúng tôi cũng xin thông báo và mời các vị cùng nhau giữ cái câu lạc bộ này và cùng chúng tôi để bày ra những cái việc để giúp cho những người khuyết tật của chúng ta. Thì rất nhiều người sẵn lòng để giúp đỡ với cái điều kiện mà các vị phải liên lạc trao đổi với nhau, cái gì chia sẻ thì cái việc đó trao lại cho cái những người kế tiếp của Trung. Và trong cái sinh hoạt ở đây, cái tinh thần và cái tình cảm của anh Trung nó cũng gây cho một cái nhóm hoạt động trong cái chúng ta có nghĩa là nhóm Du Ca Sài Gòn, và các anh chị đó cũng kết nạp anh Trung. Có một cái ảnh ở trong này, anh Trung là bận áo Du Ca đến sinh hoạt với cái nhóm Du Ca Sài Gòn. Sau đây chúng tôi mời đại diện của các anh chị em nhóm Du Ca Sài Gòn sẽ phát biểu. Dạ, em tên Phượng, xin đại diện nhóm Du Ca Sài Gòn. Thật sự hôm nay là em rất cảm ơn công ty Hướng Nghĩa tạo điều kiện cho em và mấy anh chị Du Ca đến đây. Thật sự thời gian gần với anh Trung á, sinh hoạt xã hội không có nhiều lắm, nhưng luôn luôn khi luôn luôn ấn tượng trong bản thân em là mình người khuyết tật là một cái động lực cho những người lành lặn đôi khi không có bằng. Nhưng hồi nãy em vừa nói em rất là tâm nghĩ định huy cái điều đó. Và qua mấy cuộc đi công tác xã hội, nghe bản thân em rất là cảm thấy anh Trung là người tạo một cái động lực. Và khi đẩy xe, đôi khi em thấy đẩy qua bên biển á, mà đẩy cát á, em có một cái kỷ niệm vui với ảnh là khi đẩy xe trên cá thì có một bạn mà từ nãy em nhìn ngoài em chưa có thấy cái bạn này đẩy xe anh Trung á, thì hơi khó với cái đường cát thì em mới giúp em đẩy. Thì anh Trung không phải là không cười, nhưng anh Trung vẫn tới thôi để cho anh tự động. Có nghĩa rằng là luôn luôn trong anh có một cái tự thân vận động, không có lệ thuộc. Và từ đó là một cái bài học cho riêng em và cho tất cả. Em thật sự rất là xúc động, không có nói được nhiều. Thì thôi, anh Trung, ngày hôm nay anh đi xa, nhưng đâu đó em hy vọng là tất cả mọi anh chị có mặt hôm nay vẫn nghĩ anh đâu đó ở đây thôi, không có đi xa lắm với trong tim của mọi người. Em xin hết ạ. Du Ca sẽ hát một cái bài hát để tặng anh Trung, bài Để Gió Cuốn Đi. Đây là một cái tình cảm mà chúng ta thấy là cái cuộc đời nó cũng vô thường và nó trôi, cũng như là anh Trịnh Công Sơn nói là để gió cuốn đi. Và các bạn cứ về hát theo để chúng ta có thể làm được cái tinh thần buổi tưởng niệm hôm nay. Tiếng cười để gặp người theo đời.
Lúc đó thì Đức Chúa là quan tâm và giúp đỡ các em với rất là nhiều. Và lúc đó thì con cũng không nghĩ là con phục vụ các em của tôi, vì là lúc đó là vợ con thì cũng đi tu dòng La Sàn đó, thì cũng được đến 9 năm rồi do bị bệnh nước cổ mà nhiễm độc, cho nên là lúc đó thì con cũng chỉ nghĩ là mình đến để tiếp xúc rồi là cũng làm con công việc tốt với Chúa. Nhưng mà do lâu thì càng ngày càng tiếp xúc thì con thấy là mình yêu cái con bé của con quá nhiều đi. Cho nên là khi mà quyết định được các em bé, có nghĩa là có ông cha bác là bây giờ là về bên Úc rồi, thì khi mà cao thêm đi xa Việt Nam thì về bên Úc đã được tính là dẹp bỏ cái câu lạc bộ khuyết tật này. Và quên quên câu lạc bộ Tân Mai đã từng cha này, thì lúc đó thì chú Trung cũng nói rồi là mọi người cũng có nghĩa nói là nếu mà cha mà đã về bên Úc rồi mà bây giờ mà các con mà không đứng ra mà làm công việc này nữa, thì bây giờ lúc đó là có 13 em bé thôi. Mười ba em bé của cô ấy thì mình sẽ là cho đi hoặc là mình sẽ giải tán cái mai ấy. Thì bây giờ là mỗi em bé sẽ đi mỗi nơi ấy. Thì chú Trung là mọi người còn có ý nói là nhưng mà được thì các con nên tiếp tục cái công việc này, và các con đừng có suy nghĩ là lo hay là ấy quá, thì có các con làm công việc này thì sẽ có nhiều người giúp được các con nữa. Cho nên là vợ chồng con quyết định là phục vụ các em bé này, và vợ chồng chúng con là mới cưới thì 2016 này là cùng hai vợ chồng là quyết định đến với nhau là cùng phục vụ các em côi này. Thì trong cái thời gian phục vụ đó thì có nghĩa là Chúa là những cái người mà tiếp giúp đỡ con từ khi học bắt đầu vào học cho đến khi mà 16 em một côi này, và kể cả là bây giờ là có một cái mái ấm là của các em dân tộc đó. Là ngày xưa là con cùng với Chúa là cùng xin một số là một số máy tính, một số sách vở cho các em ở đây đó. Ở quê ở ngoài chỉ có em ở trong này thôi, còn mọi người là ở quê hết, cho nên bệnh viện chỉ có mỗi mình em thôi. Đó, cho nên em cũng rất là buồn, và thay mặt gia đình cảm ơn các trưởng và các anh chị hôm nay tổ chức một cái buổi lễ rất là ý nghĩa. Hãy cảm ơn. Kính chào thượng trưởng và các anh chị em. Hôm nay chúng ta đến đây đều có chung đó là hướng về anh Trung và sự quý mến đối với anh. Tôi cũng là một yoga viên và cũng đã từng tới đây chơi cho anh đi cắm trại công tác xã hội. Thì riêng bản thân tôi đã học được rất nhiều từ anh Trung. Thứ nhất là anh có tinh thần yêu thương, anh đối xử với những người chung quanh rất ôn hòa. Rõ ràng là đặc biệt là với em Quân là bảo vệ, anh luôn luôn chừa phần ăn cho Quân và nhắc nhở Quân những cái lỗi lầm với một cái giọng điệu rất là nhẹ nhàng như là một người cha người chú đối với em. Và chúng tôi thì âm thầm nhìn theo và rất cảm phục anh. Rồi chúng tôi cũng học được anh ở cái tinh thần lạc quan. Anh bị thương tật như vậy nhưng anh rất là vui, anh có thể ngồi hát với chúng tôi, thậm chí đánh bóng bàn với chúng tôi nữa. Và có thấy rằng anh không thua kém với chúng tôi, mặc dù anh bị liệt chân như vậy. Rồi anh còn thể hiện được cái tinh thần tự lực như em Phượng để chia sẻ, những gì anh làm được thì anh làm, anh không có muốn nhờ vả. Thì chúng tôi thấy rằng với một người bị khuyết tật như vậy mà còn sống đẹp như vậy, thì chúng ta là những người lành mạnh, chúng ta phải học và chúng ta phải làm theo, chúng ta phải làm hơn thế nữa. Thì chúng tôi rất quý anh Trung, và chúng tôi thì quen biết anh không có giao tiếp nhiều, nhưng mà anh để lại chúng tôi rất nhiều bài học về cái gương sống tốt, sống đẹp, sống lành mạnh. Thì hôm nay chúng tôi xin được chúng ta cùng hát cái bài Xin Làm Con Sống Làng, là thể hiện tâm nguyện của anh là một người khuyết tật nhưng anh vẫn sống rời có ích, anh vẫn có sống rời có ích cho những cộng đồng khuyết tật của mình. Thì muốn gì chúng ta là những người lành mạnh, chúng ta lại không sống được như vậy hay sao? Do đó chúng ta cùng hát bài này. Thì Yuka chúng tôi xin hát cái phần solo và các bạn cùng lấy theo năm chữ sau giống như là một lời cộng hưởng, chúng ta cùng tuyên hướng với nhau để cùng sống giúp ích cho cộng đồng, cho xã hội. Chúng tôi xin được hát bài Xin Làm Con Sống Làm của nhạc sĩ Nguyễn Đức Quân.
cái tinh thần của những cái người có một cái tinh thần cộng đồng giúp ích và cũng tinh thần của một người huynh trưởng hướng đạo để chúng ta có thể tự soi lấy mình. Và chúng tôi nghĩ rằng cái hoạt động của câu lạc bộ khuyết tật trẻ cũng vẫn còn tiếp tục và tiếp tục mãi mãi với sự đóng góp liên lạc của tất cả anh em câu lạc bộ khuyết tật. Mong rằng cái sự quán bóng của anh Trung sẽ nhắc nhở cho những anh em còn lại nên liên lạc tiếp xúc thường xuyên. Sau đây thì các em hướng đạo cùng các bạn sẽ hát bài Gần Nhau cuối cùng để chúng ta chia tay. Gần nhau, trao cho nhau tình yêu tình loài người. Gần nhau, trao cho nhau tình yêu đừng gian dối. Gần nhau tưởng niệm nam sinh thứ nhất, chúng tôi xin tổ chức những ngọn đèn này.